Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 11 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Trung Bộ đã khiến cho mức nhiệt độ tại đây lên cao. Nhiều nơi tại Nghệ An còn lên trên 38 độ, như là tại Tây Hiếu là 39,2 độ, Đô Lương 39 độ, tại Con Cuông là 38,7 độ và tại thành phố Vinh là 38,6 độ. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, thời tiết khắc nghiệt khiến cho người nông dân ở huyện Nông Cống phải dậy từ 2-3 giờ sáng đi thu hoạch cây lác hay còn gọi là cói cho kịp thời vụ. Cói được người dân ở đây lựa chọn để trồng khi nhiều xã ven dòng sông Yên của huyện Nông Cống bị ngập mặn cục bộ, không canh tác được cây lúa. Tuy nhiên, trong thời gian này, nắng nóng gay gắt đã khiến cho người dân tại đây gặp nhiều khó khăn trong việc thu hoạch cói. Do đó, để đảm bảo sức khỏe, bà con nông dân nên trang bị cho mình đầy đủ những vật dụng che nắng cần thiết, đồng thời mang theo nhiều nước bên mình khi đi ra đồng để cơ thể được bổ sung nước đầy đủ. Dự báo nắng nóng vẫn còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới trên toàn Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên, mức nhiệt độ có nơi còn lên đến trên 39 độ. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Riêng các tỉnh cực Nam Trung Bộ, từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận thì trời bớt nắng hơn nhưng với mức nhiệt độ cao nhất ngày vẫn dao động từ 33 cho đến 35 độ. Vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng hoạt động và tác động đến thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ. Trong ngày mai, nắng nóng vẫn trải đều trên toàn miền với mức nhiệt độ dao động từ 34 cho đến 37 độ. Tuy nhiên, từ ngày 13 tháng 7, quá trình hội tụ gió trên cao được hình thành, mặc dù không quá mạnh mẽ nhưng cũng khiến cho những cơn mưa rào có khả năng xuất hiện vài nơi tại vùng núi Bắc Bộ vào thời điểm chiều tối. Tuy nhiên, do mưa trên nền nhiệt độ cao nên người dân tại đây cần cảnh giác với hiện tượng dông sét gây nguy hiểm. Ban ngày thì nhiệt độ trưa chiều có xu hướng giảm nhẹ khoảng 1 độ, cao nhất chạm ngưỡng 36 độ, vùng núi giảm xuống mức 33 cho đến 35 độ, nắng nóng giảm về cường độ. Nơi có thời tiết dễ chịu nhất trên cả nước lúc này là các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều tại khu vực miền Tây Nam Bộ, sau đó lan dần lên miền Đông và cả khu vực Tây Nguyên. Dự báo từ ngày 13, khi gió Tây Nam suy giảm về cường độ, thì mưa sẽ thu hẹp dần cả về diện và lượng. Ban ngày trời có nắng gián đoạn cùng nền nhiệt độ trưa chiều ổn định ở mức từ 29 cho đến 32 độ tại Tây Nguyên và không vượt quá 35 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Tiếp nối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 7, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ ban trưa dao động trong khoảng từ 33 cho đến 37 độ trong ngày 12, sau đó giảm nhẹ khoảng từ 1 cho đến 2 độ trong 2 ngày tiếp theo. Phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới, nắng nóng suy giảm, vùng núi cần cảnh giác với mưa rào và dông rải rác trong thời điểm chiều tối và đêm. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày dao động từ 34 cho đến 37 độ, sang ngày 13 và ngày 14 giảm xuống còn 33 đến 36 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời phổ biến mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ, có nơi 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 7, mây thay đổi có mưa vài nơi, ban ngày thì trời nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 37 độ. Trở vào với khu vực Tây Nguyên, vào ngày 12 tại đây mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ. Sang ngày 13 và ngày 14 thì mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông, tập trung tại phía Nam khu vực, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ tăng nhẹ, phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ thì ngày mai mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng khả năng có dông sét và gió giật mạnh trong mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Sang 2 ngày tiếp theo thì mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam mạnh cấp 2, nhiệt độ cao nhất ban trưa không vượt quá 35 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, tại đây nắng nóng suy giảm, gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày mai dao động từ 34 cho đến 37 độ, sang ngày 13 và ngày 14 giảm xuống còn mức 33 cho đến 36 độ.
Trên biển, tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thời tiết ổn định với ít mưa ngày nắng. Gió Tây Nam hoạt động ở mức là cấp 4, cấp 5. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và dông rải rác. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ ngày 13, mưa dông và gió mạnh có khả năng sẽ giảm dần nên thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.